Thực hư việc Hồ Văn Cường nhận tin vui, tại trường đại học, cộng đồng mạng phát hiện ra điểm bất thường. Hình ảnh Hồ Văn Cường xuất hiện tại trường đại học nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Thời gian qua, những thông tin liên quan đến Hồ Văn Cường và phía ekip Phi Nhung luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Xoay quanh chủ đề công ơn, còn là chuyện cắt xê tiền nong giữa ekip Phi Nhung và nam ca sĩ Hồ Văn Cường. Kể từ khi thông báo giải quyết xong toàn bộ mọi chuyện liên quan đến tiền nong với Hồ Văn Cường. Con nuôi của Phi Nhung dường như biến mất khỏi showbiz Việt và cũng không xuất hiện hay có bất kỳ một động thái nào trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh khoảnh khắc Hồ Văn Cường xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu một trường học. Theo hình ảnh được chia sẻ thì Hồ Văn Cường được xướng tên để nhận học bổng tài năng từ ban lãnh đạo nhà trường. Ngay khi đăng tải, hình ảnh liên quan đến Hồ Văn Cường đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Nhiều người không khỏi vui mừng cho nam ca sĩ khi nhận được học bổng hỗ trợ em trong việc học tập sau này. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống của Hồ Văn Cường kể từ khi thông báo rời ra ở riêng cùng bố mẹ sau ồn ào với phía ekip Phi Nhung. Tuy nhiên, vui mừng chưa được lâu thì netizen đã nhanh chóng soi được một vài điểm bất hợp lý. Theo đó, background phía sau Hồ Văn Cường được chú thích là năm học năm 2018 đến năm 2019. Mặt khác, trang phục mà con nuôi Phi Nhung mặc không phải là đồng phục của trường đại học Hoa Sen mà thực tế là đồng phục trường cấp 3 mà trước đó Hồ Văn Cường theo học. Từ các điều mà netizen soi ra có thể chứng minh đây là một bức ảnh cũ của Hồ Văn Cường tại trường cấp 3 chứ không phải là hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ. Có thể người đăng tải hình ảnh Hồ Văn Cường lên chỉ nhằm mục đích câu like, view trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, hình ảnh Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu biểu diễn mừng ngày 20 tháng 11 nhận được sự chú ý từ dư luận. Theo đó, Hồ Văn Cường đã biểu diễn tại trường đại học Hoa Sen, cũng là ngôi trường mà nam ca sĩ đang theo học. Sự xuất hiện trở lại của Hồ Văn Cường khiến khán giả không khỏi phấn khích, nhiều người chúc mừng và động viên nam ca sĩ sau hàng loạt biến cố xảy ra. Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã chịu nhiều đả kích từ anti-fan cũng như những khán giả quá khích, nhiều người chỉ trích trách móc Hồ Văn Cường khi không lên tiếng bảo vệ Phi Nhung suốt thời gian dài cố ca sĩ bị chỉ trích. Bên cạnh đó, một số bộ phận còn lên tiếng mỉa mai chuyện Hồ Văn Cường nhận lại tiền cắt xê 5 năm đi hát của mình. Trước những ồn ào từ dư luận, nam ca sĩ vẫn lựa chọn cách im lặng và không bàn luận gì thêm. Hé lộ ưu đãi Hồ Văn Cường được hưởng ở trường đại học có tiếng, mức học phí khủng càng gây bàn tán. Hồ Văn Cường quyết định không theo học trường về nghệ thuật mà chọn một ngành học hoàn toàn khác biệt. Ngôi trường này khá có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Suốt nhiều tháng qua, Hồ Văn Cường vướng vào ồn ào tiền nong với Phi Nhung. Mặc dù đã nhận lại toàn bộ cát xê, đồng thời chấm dứt hợp đồng với công ty của mẹ nuôi nhưng nam ca sĩ vẫn bị réo gọi thường xuyên. Bất chấp việc bị dư luận công kích, bàn tán, giọng ca trẻ vẫn giữ im lặng. Cậu bé vắng bóng trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực, mãi đến dịp 20/11 vừa qua mới hiếm hoi lộ diện. Trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hồ Văn Cường đóng góp một tiết mục văn nghệ. Quán quân Việt Nam Idol Kids mặc đồ giản dị, hát bài, người thầy, thay cho lời tri ân thầy cô trong trường đại học của mình. Vẻ ngoài mộc mạc quen thuộc của Hồ Văn Cường đã chẳng còn xa lạ gì với khán giả. Tuy nhiên nhiều fan vẫn tinh mắt nhận ra cậu bị sụt cân đáng kể. Đây cũng là lần đầu tiên con nuôi Phi Nhung trở lại sân khấu sau hàng loạt ồn ào. Theo tìm hiểu, Hồ Văn Cường hiện theo học ngành Marketing, khoa Kinh tế Quản trị của trường đại học Hoa Sen. Ngành học này xét tổ hợp A, A1, D1, D3, D9 với 16 điểm. Đây là ngôi trường có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, mức học phí tuy không cao chót vót nhưng cũng nhỉnh hơn nhiều so với các nơi khác. Trung bình mỗi học kỳ, ngành Marketing sẽ thu 31.690.000 đồng. Một năm có 2 học kỳ chính, 2 học kỳ phụ xen kẽ. Như vậy Hồ Văn Cường sẽ phải đóng ít nhất hơn 62 triệu đồng. Cộng thêm chi phí hàng ngày, quả thật con số không hề đơn giản. Trong hoàn cảnh hiện tại, con nuôi Phi Nhung đang là trụ cột kinh tế của cả nhà thì gánh nặng lại càng đáng kể hơn. Tin vui là Hồ Văn Cường may mắn trở thành một trong những sinh viên được trường trao học bổng ngay trong năm nhất. Như vậy nam ca sĩ sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều. Hiện vẫn chưa rõ học bổng này có thời hạn thế nào. Được biết Đại học Hoa Sen sẽ xét học bổng cả năm với sinh viên học tốt. Nếu quán quân Việt Nam Idol Kids chăm chỉ, có thành tích tốt sẽ có thể giảm đi đáng kể tiền học phí. Vừa lộ diện hậu bị tố vô ơn với Phi Nhung, Hồ Văn Cường lại gặp biến, khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang. Cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi hàng loạt clip tái xuất của Hồ Văn Cường đã bị xóa sạch khỏi mạng xã hội. Chiều ngày 23 tháng 11 vừa qua,
Mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh Hồ Văn Cường tái xuất trên sân khấu tại một sự kiện Ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường Đại học Hoa Sen. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Hồ Văn Cường trở lại sân khấu sau ồn ào cắt xê với người mẹ nuôi quá cố Phi Nhung. Qua đó, cư dân mạng đã thi nhau vào fanpage của trường đại học này để tìm kiếm lại buổi lễ ghi dấu màn trở lại của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, đoạn clip trên đã bốc hơi, không thấy bất kỳ hình ảnh nào ghi nhân sân khấu của Hồ Văn Cường trên fanpage ngôi trường cậu theo học. Cộng đồng mạng, mỏi mắt, tìm thì thấy được một đoạn clip tổng hợp với hình ảnh thoáng qua của nam ca sĩ, được người hâm mộ truyền tay nhau trong group kín. Điều này khiến dân tình không khỏi hoang mang. Không biết Hồ Văn Cường có thật sự quay trở lại sân khấu và tại sao clip của nam ca sĩ lại bị xóa sạch như vậy. Cụ thể, vào hôm 18 tháng 11 vừa qua, phía trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam sớm 2 hôm so với ngày chính là 20/11. Trong buổi lễ này, Hồ Văn Cường đã thực sự xuất hiện trên sân khấu và trình diễn ca khúc Người Thầy, không chỉ với vai trò một ca sĩ khách mời, mà còn với vai trò là tân sinh viên của trường đại học này. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Zoom, các sinh viên của trường khi xem trực tiếp buổi lễ đều sẽ thưởng thức được phần trình diễn của Hồ Văn Cường. Phía trường đại học cũng đã cho đăng tải ảnh chụp màn hình Zoom trong lúc Hồ Văn Cường đang trình diễn và đăng tải lên trong ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, khi tìm kiếm khắp các nền tảng MSS, kể cả các fanpage của Hồ Văn Cường thì đều sẽ không tìm kiếm được đoạn clip ghi lại màn trình diễn của quán quân Việt Nam Idol Kids. Hình ảnh chụp màn hình phần trình diễn của Hồ Văn Cường trên fanpage Đại học Hoa Sen đăng tải ngày 18 tháng 11 cũng không còn. Đoạn clip ghi hình lại buổi lễ nói trên cũng đã được biên tập lại và xóa hoàn toàn phần biểu diễn của Hồ Văn Cường trong khi vẫn giữ lại phần trình diễn của Đông Nhi cùng các tiết mục của học sinh, sinh viên. Chính vì hành động này mà CDM nổi lên tranh cãi, lo lắng không biết Hồ Văn Cường có đang gặp biến không. Trên fanpage của Đại học Hoa Sen, có thể thấy rất đông người hâm mộ Hồ Văn Cường đã để lại bình luận, mong muốn phía nhà trường có thể đăng tải màn trình diễn của nam ca sĩ trẻ để thỏa lòng người hâm mộ. Điều này cũng giúp xác nhận việc Hồ Văn Cường đã thực sự trình diễn tại Đại học Hoa Sen trong buổi lễ diễn ra ngày 18 tháng 11. Bên cạnh đó, theo ảnh chụp màn hình trao đổi giữa một người hâm mộ với phía Đại học Hoa Sen thì phía nhà trường cũng đã xác nhận thông tin chính Hồ Văn Cường là người đã trình diễn trên sân khấu trên. Nhiều người hâm mộ cho rằng phía nhà trường đã cho xóa ảnh cũng như biên tập lại clip để bảo vệ Hồ Văn Cường trước áp lực dư luận.